Alo, alo, xin chào tất cả anh em đang theo dõi kèo đấu này nha. Kèo đấu trong chương trình cực kỳ mới của Ao Làng đó là tách đấu top đầu giữa hai game thủ Trương Nhạc và game thủ Bắc Pro. Rồi, chúng ta sẽ sửa cái bảng tên bảng quân một chút để cho anh em có thể theo dõi. Ok, sửa cái bảng quân chút anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này. Trận đấu đầu tiên thì Summer trong tay của game thủ Văn Đình Trường. Trong khi đó thì game thủ Bắc Pro anh được cầm Gatarian thôi. Nhưng mà xin phép anh em chia sẻ một turn anh em nhé. Chia sẻ một turn để cho anh em có thể vào theo dõi. Thật là đông và thật là vui. Ở đây bảng thời gian lại quên mất chưa cắt cho mọi người rồi. Để em xem có thử cắt được không mọi người nhé. Cắt cái bảng thời gian này, đấy đây, để em cắt luôn. Anh em có thể theo dõi kèo đấu này nha. Khi mà game thủ Văn Đình Trường đang là người được cập Summer. Bên kia thì cũng đánh chém thôi, con giò đã đi qua nhau. Nhưng mà việc ai nấy làm. Và việc làm bây giờ là đi dò nhà với cả đi chọc dân chứ không phải là đi chọc nhau. Đấy, đâm ra là chỉ là lướt qua nhau thôi. Đây rồi. Con giò của game thủ Bắc Pro đã xuất hiện tại nhà của Trường Nhạc. Còn bên kia thì không biết là tình hình thế nào đây. Nhà đâu? Vâng, như vậy 9 giờ. Có bảng thời gian cho mọi người nhé. Chắc chắn sẽ có. Để em tìm cách em cắt. Ok đây mọi người, chờ tí nha. Thời gian thực gỗ đúng không nhỉ? Đây, thời gian thực gỗ luôn anh em nhé. Đấy, tạm tạm vậy nhé mọi người nhé. Đấy, ok chưa ạ? Gian thực gỗ rồi, tạm vậy anh em nha. Chưa thể cắt được cho đẹp nhất nên là cắt sơ sơ vậy cho anh em theo dõi. Hôm nào chi tiết hơn thì chúng ta sẽ cắt cho nó ok hơn. Chào anh bác sĩ Hoàng Long, chào anh Bảo Trung. Kèo dạo này đều ấy nhỉ, đang cố gắng làm cái những cái chương trình để cho kèo nó đều hơn anh ạ.
đang cố gắng khuấy động lại phong trào của anh em chứ còn phong trào anh em dạo này kém quá, toàn đi thi đấu ở đâu ấy. Với cả còn đợt này đúng là cái phong trào chế của anh em hơi đi xuống thật, nên là việc anh em thi đấu kèo nó không còn đều như ngày xưa nữa, nên là đang cố gắng làm những cái chương trình anh em ạ, để cho anh em có thể thứ nhất là có cái để xem và thứ hai là có một nơi để chơi đúng không ạ, sống cùng đam mê cơ mà. Đây rồi, như vậy lọt được bãi vàng của Kata, dòng cả phù cả cung rơ lên. Trường Nhạc đánh ghê lắm anh em ạ, Trường Nhạc đánh thực sự nét đấy, cảm giác đánh nó rát, có cái độ rát của con hàng này nhá. Ngày xưa anh em nào đã xem Trường Nhạc thi đấu rồi thì anh em có thể biết được là game thủ Trường Nhạc đã công là công cực kỳ thốn luôn, quân đẩy lên liên tục. Và anh em có thể thấy là có phù thủy thì dòng cả phù lên luôn, từ nhà lên luôn, cung rờ lạc đà dòng hết lên và chơi, chứ không có kiểu là vâng rón ra rón rén đâu, không công thì thôi chứ công là công tới bến. Những pha đẩy quân của Trường Nhạc thực sự rát đấy, anh em có thể thấy tổng tấn công luôn anh em ạ. Phù thủy đang dong lên và kẹp với cung rờ kẹp lạc đà, công này thì khó đỡ thật sự. Đây là một trong những cái phong cách rất là đặc biệt của game thủ Trường Nhạc đấy. Ở ao làng thì mỗi người có một phong cách thi đấu khác nhau, nên anh em theo dõi thì sẽ có những cái sự thú vị riêng, những cái luồng gió mới. Và anh em đừng quên có thể ủng hộ cho kèo đấu này một đợt like luôn anh em nhé, đừng quên là chia sẻ cái luồng livestream này. Rất nhiều lạc đà của anh bác, nhưng mà liệu rằng anh có đỡ được tên này hay không đây, không biết anh có đỡ được hay không đây. Nhưng mà Trường Nhạc đang công thực sự quá thôn, phù thủy còn rong lên nữa thì làm sao mà chơi đây. Ở nhà thì ruộng nương vẫn ra đề huề anh em ạ, đó ruộng nương đề huề lực que timeline 60. Còn bên kia thì anh bác cũng đang ra cho mình cực kỳ nhiều ruộng, anh có lạc đà thủ nhưng mà có lẽ là không đủ để có thể đỡ tên này, nhưng mà bên này có cả phù thủy nữa. Chất quân là nhìn ngân hàn dành cho người cầm Summer. Võ một dành cho Idol Bắc Pro của chúng ta, tỷ số là 1-0 nghiêng về Trường Nhạc trong trận đấu đầu tiên, rất nhanh chóng. Và chúng ta sẽ chờ đợi để đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Và sẽ đổi máy anh em nhé, mỗi trận thì chúng ta sẽ đổi máy một người để cho anh em có thể theo dõi. Rồi, đổi máy một người. Có hai thao tác tay của hai game thủ nên là sẽ theo dõi song song để cho anh em có được cái góc nhìn tổng quan nhất. Đấy, đây rồi, đây sẽ là màn hình máy của Idol Bắc Pro. Tiếng game hơi nhỏ anh ơi. Ok anh ơi, để em chỉnh tiếng game lên to một chút. Chờ tí anh em nhé, chờ tí nhé. Đây, trong lúc các game thủ đang vào mạng thì giới thiệu cho anh em một chút về cái những cái sản phẩm của Ao Làng Shop anh em nhé. Anh em nào mà muốn có nhu cầu sử dụng thì có thể đặt hàng.
Rồi, đây rồi, vào mạng đây rồi và chuẩn bị thi đấu đến trận thi đấu thứ hai. Yes. Ok, Quân, Roman. Rome và Egypt trong trận thi đấu thứ hai này, tỷ số hiện tại thì đang là 1-0 nghiêng về chủ nhà. Một trận đánh vỗ mặt luôn theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn bây giờ thì sẽ là một kèo đấu khá là hay khác, đó là Egypt Rome. Rồi, đó, 1-0 cho Trường Nhạc trong trận đấu đầu tiên. Trận đấu thứ hai thì là Egypt Rome. Egypt trong tay của game thủ Trường Nhạc và Roman của anh Bắc Pro. Đấy. Và đây là thao tác trực tiếp của game thủ Bắc Pro anh em nhé. Kèo đấu chúng ta thì đang được diễn ra trên nền tảng Ala Play đang đùm đùm 1. Alo. Alo. Em check lại cái tiếng game, tiếng mic một chút. Ok anh Sơn Hà Thanh nhá, cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm của Áo Làng Shop nhá. Ủa chết dần rồi anh em ạ. Hơi đen dành cho idol của chúng ta. Quả đầu thì xấu và đi dò thì thấy sư tử và chết dần. Chào anh Bình Trương này. Xin chào anh bác sĩ Hoàng Long một lần nữa. Tại anh em dạo này mải kiếm tiền đúng rồi. Chắc anh em đợt này mải kiếm tiền quá. Nên là chưa có thời gian quay trở lại với đam mê. Lại gặp sư tử tiếp à? Sư tử nhiều thế. Sư tử nhiều thế này thì hơi căng. Chào người em Tùng TQ. Đây rồi. Tùng TQ đợt này quy ẩn giang hồ hơi lâu nhỉ. Nào thi đấu thôi em ơi. Tỏa sáng nào. Nhưng mà các game thủ của chúng ta cũng đang ngày dần quay trở lại anh em ạ, với những cái chương trình của Ao Làng Shop. À chính xác là Ao Làng. Rất là hay. Hôm nay thì chúng ta sẽ là chương trình thách đấu top đầu. Và nói sơ qua về cái thể thức thi đấu của cái chương trình này dành cho anh em chưa biết, đó là chết thêm một dân nữa. Quá đen dành cho idol chúng ta. Trận đấu thứ hai thì anh đã để chết hai dân rồi. Tí thì ba dân đấy chứ. Và nói qua về thể thức thi đấu thì là sẽ là solo random anh em nhé. Solo random. Và cả hai sẽ phải cùng có thao tác tay và phát trực tiếp trên kênh sóng của AOL là đấy, game thủ nào thắng nếu có thứ hạng cao hơn thì sẽ được cộng 50 điểm. Còn game thủ nào có thứ hạng thấp hơn mà thắng thì sẽ được cộng 100 điểm trong bảng xếp hạng AOL. Đấy. Đấy, điểm số các game thủ sẽ được tích lũy và sẽ làm căn cứ để xếp hạng các game thủ trong bảng xếp hạng của AOL là. Đấy, em có đăng cái bảng xếp hạng trong group ấy. Em nào có thể vào để theo dõi vị trí hiện tại nhá. Hiện tại top 1 server đang nghiêng về đang thuộc về game thủ Tin Tin. Nhưng mà có lẽ là thời gian tới thì vị trí này sẽ thay đổi bởi vì idol Tin Tin đợt này là đang ít chơi rồi. Nên có lẽ em nghĩ là sẽ có sự thay đổi trong thời gian sắp tới. Top 2 đang là idol Đinh Xuân Canh. Còn Văn Đình Trường thì như top 10 mấy. Idol Bắc Pro thì top 2 mấy thì phải. Đấy. Nên hôm nay nếu như anh Bắc Pro anh thắng thì anh sẽ có cho mình 100 điểm. Còn Trường Nhạc thắng thì có cho mình thêm 50 điểm nha. Rất là hay. Chào bạn Chân Mệnh Thiên Tử. Chào anh Cơ Khí Sơn Thắng vừa ăn cơm vừa xem. Ok anh ơi. Chào anh Nguyễn Thành. Vui về bàn phím cho vui à? Hay dài. Yếu thế thì yếu. Còn trẻ mày thì xoắn đội trẻ này sao? Anh Bác 85 còn đang thi đấu mạnh mẽ đây này. Anh em vào xem đừng quên bổ cho quả like luôn anh em nhé. À, một quả like nữa. Chào anh Đặng Việt Dũng. Thông tin anh inbox ok anh ơi. À, tí nữa thì sau quả đấu, sau kèo đấu này thì em sẽ thực hiện lên đơn cho anh luôn. Chào anh Dục Nguyễn nha. Bác giờ đánh gì ấy là anh Dục Nguyễn có vẻ cũng cũng khá là mạnh mạnh tay nhỉ. Dám bảo là anh Bác bây giờ đánh gì. Anh Bác cái pro lắm đấy anh ơi. Gọi là mâm khác của mâm anh em mình đấy. Mâm tốt đấy chứ không phải là mâm bình thường đâu.
Anh Dục thì chắc là ngồi mâm với em thôi cho nó vui. Anh giờ khỏe lắm à? Ái là. Thế hôm nào anh em mình lại phải giao lưu kèo mác IC thôi. Rồi, như vậy là một bài đấu mà có thêm bạch quả phụ nữa, nhưng mà đáng tiếc là chết mất hai dân. Có hai voi về. Tạm thời thì cũng ok đi. Nhưng mà bài này sợ rằng là sẽ khó khi mà đối đầu với Egypt đấy. Rồi. Ôi, lên đời muộn lắm anh em ạ. Trận này lên đời siêu muộn luôn. Bây giờ mới lên đời xong và đang phải đóng nhà điều kiện, có lẽ phải kích sang 12 rồi. Thế này thì muộn quá nhỉ. Anh đã bị để thua trận đấu đầu tiên rồi. Trận thứ hai thì lại chết thai dân lên đời muộn thế này. Khó cho anh. Và nguy cơ là anh sẽ để thua cho mình là hai trận đấu đầu tiên. Thế này thì hơi căng đấy. Chặt gỗ được nâng cấp luôn. Giò được nâng xin công giáp đầy đủ. Cố gắng chọc lấy vài dân, hình như Egypt trận này đánh cung hay sao ấy, chứ không thấy ngựa giò xuất hiện thời điểm này. Tập này mà chưa thấy ngựa giò xuất hiện thì khả năng là đánh cung thật rồi. Ok. Đây rồi. Vị trí nhà của Egypt, hay Egypt cũng lên đời muộn nhỉ. Một trận hai ông cùng lên đời muộn thì hay quá. Chứ nếu như lên đời chênh lệch thì khó đánh lắm. Rồi, đang chờ đợi để chọc con giò công giáp của mình. Lực khỏe trận này, Roman được cái bài này thì lực sẽ khỏe. Nhưng mà mỗi tội là lên đời muộn thôi. Đang muốn một bãi quả nữa cơ mà. Công giáp đầy đủ rồi đấy. Bắt đầu chọc chọc cái đạo dân này. Egypt chưa lên đời à. Nhưng mà chưa nghe trận này cũng lên đời muộn anh em ạ. Đánh thẳng cung luôn dành cho Egypt. Ok nha. Vậy thì trận này hoàn toàn có cửa dành cho Idol Bắc Pro của chúng ta. Để xem anh có thể gỡ hòa được trong kèo đấu này hay không. Trận đấu thực sự là xấu. Lên đời muộn, chết dai dần. Không còn gì để có thể mô tả nữa. Nhưng mà cơ hội vẫn còn khi mà Egypt bên kia cũng lên đời muộn trận đấu này. Đánh không pro lắm có được thi đấu không anh? Được em ơi. Chỉ cần tự tin là được nhá. Ao làng mà. Đấy, nghe cái tên là anh em đã biết là cũng toàn là anh em ao làng đánh với nhau thôi. Chứ không phải là cứ pro mới được chơi đâu anh em ạ. Chắc là anh em nhìn thấy cái tên anh Bắc Pro anh nghe nó hơi sợ, nhưng mà thực ra là đấy chỉ là tên thôi, còn thi đấu thì không, chưa chắc đã pro đâu đúng không ạ. 2L chọc chém trong trận đấu này. Vâng, nâng cấp công bố luôn, hay lắm anh ơi. Nâng cấp công bố luôn, một tình huống chém bay rồi đấy. 2L sóc chém, bên kia đánh thẳng cung nhá. Nếu như không công được thời điểm đầu thì về sau sẽ rất mệt. Ủa, có thủ phù anh em ạ. Thế thì càng anh em ơi. Vâng, có thủ phù dành cho game thủ cầm Egypt. Không phải là thẳng cung mà là cung thủ phù. Thế này thì hỏng rồi. Chuyển sang sóc sọc đơn thôi, không thể nào mà chơi bằng những con ngựa chém được nữa. Ngựa chém thì nó khỏe hơn nhưng mà gặp phù thủy nó phế. Chỉ nghe đang đánh quá chắc bài, một trận đấu lên đời muộn nhưng mà đánh chắc thì vẫn đang có được cho mình những cái lợi thế riêng. Đang đang cố gắng để có thể chọc vào tên này nhưng mà cũng chưa được anh em ạ. Còn phù thủy phù cả sọc đơn luôn. Và chỉ cần đứng ái ô thôi là mình cũng cảm giác nó sốt ruột rồi. Không dám đứng lại chọc quá lâu, có lẽ phải chờ đông sọc đơn lên. Chờ đợi nâng cấp nốt cái đầu máu nữa, có lẽ sẽ chơi một tên lớn luôn. Phù được chém thì thả đi, thả bãi ruộng của đối phương. Nặng chưa? Đấy. Đánh thế chứ này. Đánh thế mà là khó chịu anh em ạ. Sự nghèo đánh rất khó chịu đấy. 4L. Đang có đủ để có thể chơi với Egypt bài này không? Egypt hình như chưa đông quân lắm đâu. Nhưng khả năng là Trường Ngạc đang tập trung ra dân. Chào 48.000 anh em đang theo dõi nha. Làm sao để đăng ký thi đấu? Đăng ký thi đấu thì anh em hãy trở thành thành viên group Clan AOL làng mở rộng anh em nhé. Thả chém quá là khó chịu anh em ạ. Vừa thả bãi ruộng bây giờ quay sang thả bãi gỗ. Khi mà con chém này không đi lẻ mà con chém này lại đi với con cung R. À, một con cung R cơ. Khốn nạn. Một con cung R dò đường, con ngựa chém thì là sát thương. Thế là chuẩn bài quá rồi còn gì nữa. Lọt. Lọt nhưng mà vào đây chỉ có bốn con sọc đơn thôi.
cố gắng mang tiếp sọc đơn lên anh ơi. Sọc đơn này lọt nhưng mà có vẻ cũng không thể nào mà sát thương được nhiều, bởi vì phía trong có đến 5 con cung gờ và 2 con phù thủy sẵn sàng để thủ nhà. Rất khó khăn, tham lai chỉ là 32 dành cho Roman thôi. Căn bản là cái tân đi quản của trường nhạc 2, phù được con chém phát là đi với con cung gờ, là quản được cả bãi ruộng và cả bãi thực là bãi gỗ của người cầm Rome. Bây giờ Rome yếu rồi đấy, Rome yếu thì lại không thể nào mà thi đấu mạnh mẽ được nữa. Tham 36 cũng không thể nào nở tham một cách mắc bệnh. Egypt thì vẫn giữ được cho mình cái hốc và cũng chưa mất nhiều dân. Cung gờ đứng sẵn để thủ, và đặc biệt đây là cung gờ Egypt nhá, một loại cung gờ mạnh nhất trong đế chế và nó có khả năng chống những con sọc đơn siêu tốt. Rất khó khăn, có lẽ tỷ số sẽ là 2-0. Đúng rồi, rất khó khăn dành cho anh Bắc Pro. 2-0 nghiêng về trường nhạc. Bên kia nó đánh chắc quá, cảm giác mình lên tay anh em ạ. Cảm giác hơi tê dành cho anh Bắc Pro. Nhưng không sao, hy vọng là trận tiếp theo thì quân bài anh sẽ đỏ hơn. Chứ trận này thì có vẻ bài hơi hơi nghiệt, gặp đến 4-5 con sư tử cơ. Tí thì chết 3 dân. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang máy của trường nhạc anh em nhé. Đây, tranh thủ giới thiệu cho mọi người một chút những cái sản phẩm ao làng shop. Có lót chuột ao làng giá 35k này. Hộp 3 quần xịp đùi nam chỉ có giá 49k. Và máy đo nồng độ cồn siêu chuẩn của ao làng thì có giá là 329k free ship. Anh em có thể đặt hàng nha anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Pan, ui quân lại đỏ này. Vâng, pan xong. Ok, sửa cái quân này, em quên mất chưa tắt tiếng game của luồng lại bên kia. Anh em chờ một chút, em đi tắt cái tiếng game anh em. Rồi đây. Ok rồi anh em ơi. Vừa tắt hết tiếng game luồng live bên kia để chúng ta theo dõi luồng live này cho nó được ok nhất. Tiếng game máy chương nhạc đang để hơi bé anh em ạ. Anh em chịu khó một chút nhé. Chương nhạc đang để tiếng game bé thật đấy. Thôi không sao, ok. Chỉnh to lên tí cho anh em có thể theo dõi. Chào anh Đặng Huy Hoàng nhé. Chương nhạc thì hiện tại đang có thứ hạng cao hơn anh ạ. Đấy, hôm nay thi đấu thì sau một quãng thời gian rất dài các game thủ không đối đầu với nhau. Hôm nay thi đấu thì để xem thử là ai sẽ là người có chiến thắng. Đấy. Chính vì vậy mà cái điểm số được cộng dành cho người có thứ hạng thấp hơn sẽ là cao hơn. Người có thứ hạng thấp hơn thì được cộng đến 100 điểm, còn người thứ hạng cao hơn chỉ được cộng 50 điểm thôi nếu thắng. Đấy cũng là một cái động lực dành cho anh em top dưới để có thể chiến thắng những con hàng top trên, có được những cái điểm số thực sự là tuyệt vời. Đấy. Và cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng của mình. Vị trí này thì sẽ làm căn cứ để thứ nhất là xếp hạng các game thủ, thứ hai là để căn cứ để anh em đăng ký giải đấu ao làng League Cup của ao làng. Ao làng League sẽ lấy từ cao xuống thấp. Chính vì vậy mà anh em sẽ cố gắng cải thiện những cái điểm số của mình. Và anh em nào mà có thứ hạng cao thì mới có cơ hội để được thách đấu anh em ạ. Đấy, những game thủ thứ hạng cao thì mới có cơ hội được thách đấu. Chứ còn mà game thủ hạng thấp thì người ta cũng không thách đấu làm gì. Nên cố gắng đạt thứ hạng càng cao càng tốt. Roman này vào tay nấu đá thì 7L, ái da. Roman này vào tay em thì vâng, Egypt biết tay ngay. Nhưng mà vẫn mong rằng anh em rảnh tay nhân lúc ép đời này thì có thể ủng hộ cho một lượt like em nhé.
rảnh tay là anh em cứ bấm like, bấm chia sẻ, bấm follow fanpage thì là tuyệt vời nhất. Rồi một chiếc S nhân đôi dành cho Pan, một quả phụ nữa. Pan lại đẹp rồi. Bên kia thì là Summerian. Summer đánh với Pan thì thực sự là vẫn đánh được, nhưng mà vẫn sẽ là chiếu dưới thôi. Ui tí thì cụ đi con dân, nhưng mà lại đỏ anh em ạ. Hôm nay có vẻ trường nhạc đỏ hơn. Những pha gặp sư tử thì không chết dân, còn đánh bác gặp sư tử thì auto là cụ đi. Thế đâm ra đang hơi khó đánh. 19 dân Pan bài đấu này với một chiếc S ăn gỗ, một chiếc S nhân đôi ăn cả vàng cả hiêu, và bây giờ thì thiết kế thêm bãi quả phụ thứ hai. Chính xác đó là bãi quả phụ thứ hai. Thế thì quá là khỏe về lực rồi còn gì nữa. Kích đời chưa được. Trận này kích không quá sớm nhưng mà lực thì siêu khỏe anh em ạ. Ăn hai bãi quả. Lực này căng đấy, lực này căng cho Summer đấy. Lên đời khả năng dò lại công giáp, chặt gỗ được nâng cấp luôn. Và bánh xe sẽ cũng được kích luôn sau khi lên đời. Chuyển thêm một L bắn phù, có lẽ đó sẽ là cái sự lựa chọn của Pamiran. Trong khi đó thì Summerian sẽ có bài đánh đó là thủ phù. Một L thủ phù và cũng chuyển cung R kẹp cùng lạc đà. Cái lợi thế của Pamiran thì ép đời sớm, ép đời sớm hơn, lạc đà tuyển hơn. Nhưng cái lợi thế của Summerian thì sẽ là phát triển khỏe hơn. Phát triển sẽ là khỏe hơn và đánh về lâu về dài thì Summer sẽ có thể chơi được với bạn đấy. Thời điểm đầu thì hơi khó chơi thôi, còn đánh về lâu về dài là vẫn chơi tốt. Và đặc biệt là cứ trâu lạc đà ra mà chơi. Nếu như solo lạc đà thì lạc đà Pan cũng không nhỉnh hơn con lạc đà Summer là mấy. Nên là tốt nhất là cứ nhiều lạc đà ra, 2L1A dành cho xong đi thì em nghĩ sẽ là hợp lý. Còn đối với Pan thì khả năng vẫn phải chuyển cung được sớm để bắn phù, kiểu gì Summer chẳng có thủ phù. Kích đầu. Như vậy 10-49, à 19 dân Pan. 10-49 được chứ. Ép đời như vậy là đã là ok rồi. Làm ba cái ruộng ấm ở khu vực này, 4 cái. 4 cái được, 4 cái. Nàng cằn kè rất chuẩn chỉ dành cho trường em. 4 cái ruộng ấm Pan là sóc được một lờ đều rồi anh em. Tí nữa làm thêm ui rồi, khít lìn lịt luôn. Làm thêm một vài cái ruộng và kết hợp với ăn hoang nữa thì bài này lực Pan siêu siêu khỏe. Còn dò công giáp chưa? Công giáp đầy đủ được nâng cấp rồi. Chào anh Nguyễn Trọng Nam. Đúng rồi, chào anh Xuân Định nhé. Bắc hôm nay khác Bắc hôm qua anh em ơi. Hôm qua là người em Trần Bắc, còn hôm nay là anh Bắc Pro. Anh Bắc Pro là Bùi Hữu Bắc thôi. Nhưng mà em để ý là ông nào đặt tên là Bắc thì đều đánh đế chế hay. Sau này có con này anh em đặt tên Bắc nhé. Bắc đánh đế chế cho nó hay. Rồi, con giò chọc đúng vào cái điểm G của Pamiran, nhưng mà cũng chỉ ăn được 2-3 dân thôi. Bãi vàng thì Pan vẫn sẽ có thể khai thác được. Vẫn đang một L ra đều, bên kia thì cũng đang một L đang ra được và sẽ có P. Chắc chắn là Summer sẽ phải thủ P, nhưng mà con lạc đà có đến kịp để có thể khai thác không? Lạc đà Pan chạy như ngựa đây. Chính ra là chạy nhanh hơn cả ngựa anh em ơi. Và cố gắng thịt cái bãi nông dân ăn hoa của Summer, lấy lợi thế thời điểm đầu và sau đó quay về thì gãi. Đúng rồi, đang thả lạc đà khá hay dành cho trường nhạc. Còn anh Bắc thì đang phải để ý để thủ nhà, nhưng mà dòng dân anh chưa bánh xe, đang bị con lạc đà Pan chăn vào là khá đau. Bằng căng đây anh em, không đơn giản đâu. Một L một A được thiết kế dành cho người cầm Pan, nhưng mà Summer chưa thấy đóng phù. Nhưng mà trận này Summer không thủ phù à? Thả lạc đà hay quá nhờ. Một vài con lạc đà đầu đã khiến cho Summer đang bị yếu đi là khá nhiều, mất nhiều dân quá. Ở nhà thì Pamiran cũng bị mất bãi vàng. Tam Lai còn 19, nhưng mà em nghĩ là Tam Pan vẫn là người ưu hơn, bởi vì đơn giản là Pan ăn được nhiều dân hơn. Và đặc biệt Pamiran vẫn đang có cho mình được một bãi ruộng ấm. Bây giờ thì hết vàng người ta chuyển sang sóc quân gỗ thôi. Thừa từ người ta xin thêm dân ra, ăn lại vàng. Đấy. Tiếp tục khai thác nhưng mà bãi vàng mới anh em ơi. Summer trận này mà không có phù thì khó đánh lắm. Không có phù thì không đánh nước Pan đâu. Phải có phù ra cơ.
nâng cấp giáp cho cung R luôn à. Mọi nhà có điều kiện khác nhỉ. Cung R lên giáp luôn anh em ơi. Summer thì đã có bánh xe nhưng vấn đề bây giờ là lạc đà của anh là quá ít. Nông dân của anh thì bị nằm xuống khá nhiều. Và liệu rằng anh có để thua trong trận đấu thứ ba này hay không đây? Ui chào 55.000 anh em đang theo dõi nhá. Chào anh Bùi Thành Nam. Còn bán hàng không em? Anh mua ủng hộ có anh ơi. Thế trận này thì em sẽ show những cái sản phẩm của Outland Shop ra để cho anh Bùi Thành Nam tham khảo anh nhá. Tham thì không to nhưng mà ăn được nhiều dân bên kia tham có lẽ cũng giặt dẹo rồi. Khó quá nhờ. Trận đấu mà Samarian lên đời hình như là muộn hơn một chút. Nhưng mà cái thời điểm đầu thì con Pan sát thương ghê quá. Đâm ra là thế là lợi thế nó có. Bây giờ thì ăn cả cầu tuyết thôi. Thời điểm này thì cứ dí lên mà chơi. Có một rồi. 3-0 nghiêng về game thủ Văn Đình Trường. Lên đời bằng nhau anh em ạ. Lên đời bằng nhau nhưng con Pan lực khỏe hơn. Thời điểm đầu sát thương nhiều hơn và có được chiến thắng. Rất đáng tiếc dành cho anh Bắc của chúng ta. 3-0 rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi để đến với trận thiếu tiếp theo ngay sau đây. Đây, những sản phẩm Outland Shop anh em có thể tham khảo trong lúc chờ đợi anh em nhé. Có lót chuột. Có lót chuột của Outland. Có máy đo nồng độ cồn. Và có cho mình đó là những sản phẩm quần xịt đùi nam. Đây giá thì là cũng xuất hiện ở đây rồi. Này ốm à anh rồi. Gáy rồi anh em ạ. Gáy rồi. Bảy bilon. Bơ. Úi dồi ôi. Quần lãi đẹp, trường nhạc quần đẹp thế nhỉ. Quần xấu xấu chứ nào. Cho anh Bắc còn thịt cửa chứ. Ok anh Bùi Thành Nam, cảm ơn anh đã ủng hộ cho Outland Shop anh nha. Ok anh Đông Dược Bách nha. Còn anh ơi. À không biết còn không. Nếu mà không còn thì em sẽ inbox cho anh Đông Dược Bách. Em hỏi lại cái địa chỉ anh nhá. Cảm ơn anh đã ủng hộ cho Outland Shop. Xin chào anh Tổng Đài Chủ. Chào anh Đoàn Sơn Cương. Nãy lên đến con số 55.000 anh em đang theo dõi. Đông lắm anh em ạ. Nhưng mà anh em nhớ là bổ cho quả like anh em nhé. Anh em vào xem xong anh em ra luôn thì lại không like thì buồn lắm. Bổ cho một quả like rồi. Nhiều khi anh em vào chỉ cần like xong anh em bận việc anh em ao cũng được. Nhưng mà phải like phát cho nó rực rỡ thì nó mới vất khởi. Và đặc biệt là những anh em mà chưa theo dõi fanpage Ao Làng thì có thể ấn theo dõi anh em nhé. Cảm ơn anh Bùi Thành Nam đã ủng hộ những sản phẩm của Ao Làng Shop nha. Chào mọi người. Chào tất cả anh em đang theo dõi buổi trưa ngày hôm nay. Trần Mạnh Thiên Tử dự đoán 5-1 cho trường nhạc. Ái chà. Năm một cho trường nhạc cửa ghê đấy nhỉ. Xem thử nhá. Anh Bắc ra khởi động thôi. Đây này đấy, bài về Babylon nhưng mà lại giàu đấy. Có cho mình là hai bài quả phụ nhá. 2-1 nhỉ, hay là đây mới quả phụ đầu tiên thôi. À mới một anh em ạ. Một bài quả phụ thì chưa phải là giàu lắm. Đây là hai bài quả phụ cơ, không phải tìm thêm cho mình được phải yêu đôi voi gì đó nữa đi. Lâu lắm mới thấy Ao Làng quay trở lại đúng không? Ôi cảm ơn anh Võ Hùng. Ok anh ơi. Baby mà rộng thế này thì nằm. Cảm ơn anh Võ Hùng đã ủng hộ anh nhá. Như vậy là
rất nhiều anh em đã ủng hộ cho ao làng shop, và những anh em fan cứng ngày xưa cũng đã quay trở lại để theo dõi ao làng rồi, tuyệt vời quá. Đợt này thì đang có giải ao em Việt Trung diễn ra vào buổi chiều và buổi tối. Đâm ra là khả năng ao làng sẽ cố gắng lên kèo buổi trưa anh em, buổi trưa như thế này để anh em có thể theo dõi, chứ còn buổi chiều buổi tối thì cái giải đấu đó diễn ra thì có lẽ là ta nên nhường chỗ cho giải đấu, chứ còn mình like khả năng không có view. Nên là cố gắng like buổi trưa anh em ơi, like những buổi trưa như thế này, anh em nghỉ trưa anh em vào xem thì cũng là ok. Hôm nay là chương trình là thách đấu top đầu anh em nhé, của ao làng. Thắng thì người thứ hạng cao hơn sẽ được cộng 50 điểm, còn nếu người thứ hạng thấp hơn thắng thì sẽ được cộng 100 điểm. Động lực dành cho game thủ thi đấu. Đây rồi, bãi quả phụ thứ hai. Có luôn. Có kèo chọi gà hay thế nhỉ. Chào bạn không có sáp ong nha. Đây rồi. Bạn không có sáp ong cũng đang xuất hiện để theo dõi. Xong có sáp ong thứ hạng cao phết đấy, 20 mấy đúng không. Hôm nào thi đấu lên hình nhưng mà không có sếp ong người đánh, không biết là máy có live được stream, live stream được không cơ. Yêu cầu của cái chương trình này vẫn là phải có thao tác tay em ạ, nên là sợ rằng hơi khó. Muốn thách đấu thì đăng ký đâu em, anh cứ vào group clan AOL làng mở rộng anh nhé. Đấy, tất cả mọi bài đăng thì đều đang ở trong đấy, anh em có thể theo dõi. Babylon và Pơ anh em ạ, bên kia Pơ Sian lên đời sớm lắm. Và những trận đấu đã qua thì quân bài của trường nhà có vẻ đang là đỏ hơn. Xét một cách khách quan thì đúng là đỏ hơn thật. Nhưng được cái trận này Baby thì phát hiện ra được thêm bãi quả phụ nữa, không biết là có còn hy vọng gì không. Thủ phu trong chuyển cung R, cầm dân đi bắn Pơ. Pơ Sian lên đời xong rồi và 25 dân. Bên này anh Bắc đánh đến 27 dân. Ai già. Không có sắp ong cứ thắng là 100k. Ok anh ơi, cảm ơn anh Đông Dược Bách. Dự phút 17 à, trận này 17 phút à. Càng thế nhỉ. Trận này bên kia cầm Pơ thôi, chỉ còn cầm quân khác biết mặt nhau ngay. Đỏ thế chứ kìa, cái đỏ thật đấy. Đã thắng đậm rồi và vẫn đang cầm quân đẹp. Nhiều khi muốn đen không được anh em, đỏ cứ đỏ vậy thì phải biết làm sao được. Nhiều khi trường em không muốn đỏ vậy đâu, cứ ra quân đẹp thôi, thế lại phải chờ. Giò đã đến rồi. Trận này Babylon lên đời cố gắng đắp cho mình. Ô chưa ăn vàng anh ơi, đắp cho mình một p ra chứ, hay là anh định đánh quân gỗ? Không, vẫn phải ăn vàng chứ anh em ơi, vẫn phải chơi p. Không có p thì nhọc với con Pơ này lắm. Có p còn nhọc chứ đừng nói không có p. Và những cái đơn vị ngựa giò công giáp của Pơ đang chọc khá thốn, nhưng bên này thì anh Bác cũng có tình huống chọc ngược lại, ăn được 3 dân đi. Đó, cố gắng. Bài này lực của Baby cũng khỏe chứ, hai bãi quả phụ cơ mà. Nhưng bãi quả phụ thứ hai thì đang bị chọc vào và có khả năng không ăn được nữa đâu. Bây giờ mà cứ chảy cối ăn bãi quả phụ đấy thì rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lạc đà sẽ thả ngay vào đây đấy. Và lạc đà thả bãi một và chuẩn bị sang bãi hai. Nên đời xong rồi, bánh xe, bánh xe rồi. Và PPP phải nhanh anh em ạ, thời điểm này thời điểm nhạy cảm. Thủ được tân đầu thì chúng ta sẽ ok, nhưng không thủ được tân đầu là nhọc lắm. Và hình như con giò của đối phương vẫn đang chưa bị tiêu diệt, thế thì khả năng cái đạo dân ăn hoang này cũng nguy hiểm này. Hy vọng là có được bánh xe trước khi bị phát hiện ra. Bên kia họ có p rồi, có lẽ không nên lao con lạc đà này vào anh ơi, giữ lạc đà và đứng thủ đi. Đứng lạc đà thủ em nghĩ là hợp lý hơn, nhưng bây giờ lao lên lại bị phù mất thì lại thôi. Ôi trời ơi luôn đấy, đóng được p rồi anh em ơi. Pơ khả năng sẽ chuyển cung A, nhưng mà tạm thời ta cứ thủ được tân đầu cái đã. Tiếp tục P2 dành cho Babylon và có lẽ sẽ là một tình huống chay P để công vào. Ăn nhiều vàng và nâng cấp phù thủy lên để có thể công P một Pơ. Pơ khả năng sẽ lên cung ngang ngay sau đây thôi. Khi mà không không
không công được quá nhiều thời điểm đầu, và đặc biệt thì khi mà lên đời thì lên đến nhà đối phương thấy đối phương có phù thủy thì Pơ sẽ chuyển cú ngang ngay và luôn thôi. 25, phù đã có rồi. Bây giờ để xem mà anh Bắc anh sẽ công thế nào. Em vẫn đang cổ vũ anh Bắc Pro để anh ấy có thể có được cho mình chiến thắng ấy, cho kèo chúng ta trở nên cân cân hơn. Chứ để chưa nghe các băng băng về đích thế này không hay đâu. Cảm ơn bạn không có sao ông nha. Ok bạn ơi. Kèo đấu chúng ta thì đang được diễn ra trên nền tảng Galaxy Play. Đang đun đun một anh em ạ. Vâng, bên kia công phù ngược cái bên này anh em ạ. Nhưng mà họ công phù chỉ là một hai con để họ gây áp lực thôi. Công giờ đấy. Công giờ để nhà chuyển cung A đấy. Đúng rồi, chuyển cung A xong rồi. Nhìn quá nhỉ. Cảm thực sự anh em ạ. Vậy cả E bắt phù nữa tiếp này. Vâng, bị phát hiện luôn cơ sở hoa. Đen. Trường Hạc đánh tỉnh quá anh em ơi. Cảm giác kinh nghiệm thật. Mặc dù là còn trẻ tuổi nhưng mà Trường Hạc là một game thủ thi đấu cứng anh em nhé. Đã từng thi đấu chuyên nghiệp rồi đó. Sinh năm 2001. Ngày xưa thì Trường Hạc là một trong những game thủ tiềm năng đấy. Có được cái kỳ vọng có thể lên được top 1. Nhưng mà vì cuộc sống nên có lẽ Trường Nhạc không thể theo được AOE chuyên nghiệp và cũng đánh phủ nhiều. Nên là bây giờ cũng chưa thể lên top 1, nhưng mà thi đấu ở sới phủ thì vẫn quá khỏe. Cảm giác có sự khác biệt anh em ạ. Khỏe quá. Và tỷ số được nâng lên là 4-0 nhưng về Trường Nhạc. Khiếp hồn. Anh này nữa sao? Và chúng ta sẽ quay trở lại máy của game thủ Trường Nhạc trong trận đấu tiếp theo đây. Anh thủ quảng cáo một chút anh em nhé. Giữa khoảng quãng nghỉ giữa các trận đấu, anh em có thể ủng hộ để đặt hàng những sản phẩm này nếu như mọi người có nhu cầu sử dụng, hoặc là có thể đơn giản là mua để làm quà tặng. Đặc biệt nữa là ủng hộ cho AOL là. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo. Màn hình máy của Văn Đình Trường. Roman, lại Roman nữa, chịu thời. Egypt. À, đánh ngược lại kèo lúc nãy. Được, được, thế này thì vẫn được nhá. Roman Egypt thì chỉ là cân kèo thôi chứ. Roman Egypt trong trận đấu tiếp theo. Bữa like được à? À, hơi giật tí nhưng mà solo chắc ok. Ok bạn ơi, thế thì cố gắng lên like xong là triển khai nhá bạn ơi. Triển khai cái kèo thách đấu. Không có số bong là top cao lắm đấy. Không có số bong là top top hai mấy. Ngày xưa cũng có số của má. Giờ này quay trở lại chắc cũng còn khỏe lắm anh em yên tâm. Khổ thân anh Bắc. Chào người em Vũ Ngọc nhá. Khổ thân anh Bắc chưa gì đã làm 4 trứng ấy, không phải 3 đâu. 4-0 không phải 3-0 anh em ạ. Không biết là các game thủ chốt chạm 5 hay là chạm 7 đây. Nếu mà nhanh quá thì đánh chạm 7 đi. Để chạm 7 đi. Nếu mà 5-0 thì làm thêm mấy trận nữa đi, cho nó hết thời gian buổi trưa. Chứ còn nghỉ sớm quá cũng không hay anh em ạ. Kiểu nhanh quá. Giờ đỡ rồi, xưa thôi à. Đấy, còn đang luyện tập đều như thế này thì khả năng vẫn còn khỏe chứ. Thậm chí là khỏe hơn chứ. Bạn cứ hay khiêm tốn. Ok. Không có sao bong chấp Vũ Ngọc Sen á. Đùa à? Chắc là không phải đâu. Lại gặp ông Vũ Ngọc này cũng khiêm tốn nữa. Tôi chịu các ông đấy.
Rồi, chào tất cả anh em nhá. Hôm nay cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ những cái sản phẩm Alang Shop rất là nhiều. Thì sau kèo đấu này thì em sẽ liên hệ mọi người để chốt đơn cho mọi người nhé, mọi người nhé. Chốt đơn cho anh em ủng hộ khá nhiều. Ok, những con voi và những con hươu đang được đưa về dành cho bài Roman này. Bài này thì cảm giác không quá đẹp, không quá đẹp dành cho trường nhạc. Nhưng mà ôi cũng đẹp đấy, không quá đẹp dành cho người bình thường thôi, còn đối với trường nhạc thì bài này vẫn là đẹp anh em ạ, bởi vì trường nhạc đã cơ cấu rất là khéo. Một chiếc BS đầu tiên thì ăn cả hươu, và hươu đầu tiên mặc dù hơi xa một chút nhưng mà lùa về rất là ok. Bây giờ thì còn con voi cạnh nhà nữa anh em ạ, ui thế thì đẹp quá rồi còn gì nữa, cơ cấu nó khéo léo, cơ cấu nó khéo léo anh em ạ, và có khả năng là căng cho anh Bắc trận này. Nhưng mà anh Bắc trận này được cầm Egypt thì hy vọng anh có thể có được cho mình một trận đấu hay để chiến thắng đi. Nãy là kèo Rome Egypt là trường nhà cầm Egypt thắng rồi đấy. Bây giờ mình phải thắng lại để mình khẳng định rằng kèo này là tôi có thể chơi được. Cố lên anh ơi. Một bài Roman. Không có quả phụ nhưng mà được cái là có ba bầy hươu, một con voi. Giật góc 8 giờ để cơ cấu một cái bài chắc nhà rồi. Bài này thì có thể chắc nhà được anh em ạ. Roman thì được, người ta đang đánh thủ thôi, không việc gì phải quá là vội vàng công công lên. Bởi vì là cái sức phát triển Roman là rất khỏe. Tí nữa lên đời thì có thể chuyển sọc đơn châu phát triển ra. Càng quá thì về nhảy bốn. Rồi, đưa con hươu này về để có thể khai thác một bãi hươu nhân đôi tiếp theo. Đánh như tốp anh em ạ. Những cái chiếc BS của trường nhạc thì ít khi nó để phí lắm. Thường là phải nhân nhân đôi. BL có lẽ sẽ cạnh bãi vàng này. BM vào bãi gỗ được, cơ cấu như vậy thôi chứ còn gì nữa. À không, như vậy nó bao rộng luôn à. Ô chỗ này lại lại BM nữa, kín luôn, đẹp này. Ui rồi ôi đẹp quá, mặt đấy bất tử luôn. Mặt này thì BL kê bãi vàng lên đời là sớm hơn dành cho Roman. Kích đời là 26 dân và 10 phút 3x, như vậy thì cũng được coi là ổn rồi. Không muốn nói là sớm thì là ổn, nhưng thực ra là vẫn sớm hơn bên kia. Ngon lành cành đào anh em, vẫn cứ là ngon lành cành đào. Ruộng nương nha, chi tiết thế nhỉ, quá chi tiết, quá chi tiết anh em ạ. Đánh này người ta thắng đúng thôi. Trước em có theo dõi một cái chia sẻ của một cao thủ. Người ta bảo là việc tôi thi đấu, tôi luyện tập hàng ngày. Đấy, tôi thi đấu cố gắng và tôi dành tất cả cho bộ môn thì việc tôi thắng là điều hoàn toàn bình thường. Tôi không có gì phải phải vui cả. Đấy. Thắng là điều bình thường, đến thua thì tôi mới buồn nhưng còn thắng là tôi không vui. Thế gì lại nói vậy cơ? Đúng là người có thực lực khác ngay. Cảm ơn bạn Tuấn Hùng. Đây là bạn Tuấn Hùng của tôi đây rồi. Một lờ bên kia bài Egypt kín đúng không? Hy vọng là kín đi. Không, hình như là chỉ là bo nhỏ thôi. Đang mong cho anh có một bài khung anh đánh cung được thì ngon. Bài không khung mà để cho con ngựa chém này thịt mất mấy dân thì căng quá. Rồi, 30 trên 40. Ăn được con giò của game thủ cầm rôm rồi. Và cái thời điểm đầu thì chính là Roman không khai thác được nhiều dân của Egypt đâu. Hình như chưa ăn được dân nào thì phải. Nếu như là không nhầm là như vậy. Thế thì vẫn còn ngon. Nhưng mà bên này Roman đã bắt đầu có bánh xe chuyển sang sóc sọc đơn rồi. Và bắt đầu đua. Bắt đầu đua anh em. Bắt đầu ra dân phát triển. Bắt
đầu đùa. Thế nhà của Roma tính ra là cũng đẹp thôi, hở duy nhất một cái mặt, nó rộng thôi nhưng mà chỉ là cái mặt này nên là thủ nó cũng đơn giản, nó không phải để ý nhiều nơi. Đấy, mặt hai mặt hai bên thì kín hết rồi đúng không? Cái hướng từ 6 giờ lên đã kín chưa? Hình như còn cái hướng 6 giờ lên chưa kín đấy em. Cái zip bài này thì cũng đánh chém thời điểm đầu và cũng chỉ là bo nhỏ thôi, không phải một cái thế nhà quá đẹp. Nhưng mà thời điểm đầu không mất dần thì ít nhất nó cũng là ok và chuyển được cung đường thành công dành cho Egypt trong tay của game thủ Park Pro. Như vậy chỉ số kin mới chỉ là 2-1 và timeline của anh Park Pro đang đè. À, tốt anh ơi, cố gắng nào. Làm trận đấu đầu tiên nào. Lấy lại tinh thần thi đấu cũng như là cắt quả cầu đẹp và quân đẹp của Trường Nhạc đi. Trường Nhạc nãy giờ là quân hình như toàn tuyển đấy, quân đỏ lắm. Cắt quả cầu này đi, sau đó ta bật kèo này nào. Và để chứng minh cho mọi người thấy là quân bài đẹp tôi chơi tốt kèo này, chứ không phải là đơn giản với tôi đâu. Vâng, Trường Nhạc lại đứng thủ anh em ạ. Tự tin đứng thủ luôn này. Tự tin đứng thủ luôn anh em ạ. Ái da, hay quá nhỉ. Không công nữa mà là đứng thủ và đua. Sóc cả phù thủy ra ư? Hình như Trường Nhạc sợ rằng một bài dummy á. Không, Egypt không việc gì phải dummy đâu. Egypt có cung R kẹp với cả sóc đơn khỏe, hoặc là kẹp với lạc đà, thì họ cũng không cần phải dummy đâu. Và thời điểm đầu thì Egypt chỉ khóc 1-2 con lạc đà thôi. Về sau thì họ đã chuyển sang hỗn mã rồi, nên là việc đóng phù có lẽ nó cũng không có tác dụng nhiều. Đây này, và hỗn mã đang đục vào nhà Roma. Đấy rồi, trận này thấy sáng cửa nhất rồi anh em ơi. Roman cũng lao vào nhà Egypt muốn đổi nhà, nhưng mà nhà Egypt hình như kín rồi. Này, đấy, tân đổi này tạm thời là người cầm Egypt đang có lợi thế hơn. Và nếu như tận dụng được thì sau turn này là anh có thể thắng được luôn. Bởi vì đơn giản là đây là một turn quyết định đấy, một turn mà Egypt có rất đông quân lao vào nhà của Roman. Trong khi đó Roman vẫn chưa lọt được nhà Egypt. Vâng, lọt rồi. Lọt rồi nhưng mà có ăn được nhiều dân hay không? Này cũng lọt ác đấy nhỉ. Đang đánh với Trường Nhạc nó vẫn có một cái gì đó anh em. Bò được kín nhà rồi nhưng mà đục một tên và lọt thành công. Ở nhà Trường Nhạc cũng mất rất nhiều dân, tham lại còn 34. Đỡ được xong tên này thì anh Bắc sẽ thắng. Nhưng mà cũng căng. Nói chung thắng nhưng mà thắng trong thế căng chứ không phải đơn giản. Rồi, có lẽ sẽ thắng rồi anh em ơi. Hết chém này cho Trường Nhạc, tham lại còn 34. Sóc đơn thì vẫn đang ra được. Căn bản là để Egypt thủ thành công nhà thì sẽ là quá nguy hiểm dành cho Roma. Game thủ Thịnh Nguyễn này anh. Thịnh Nguyễn chắc là một cái tên mới anh ạ. Chứ Gao Lai như cũng có anh Thịnh Nguyễn nhưng mà đánh không quá khỏe đâu. Nếu như mà game thủ Thịnh Nguyễn đánh khỏe thì khả năng là một cái tên mới. Và đợt này quay lại có nhiều cái tên mới lắm anh em, nhiều tên đánh khỏe lắm. Và chứng tỏ cộng đồng AOE mình vẫn phát triển nhé. Tìm được những cái người mới mà chơi khỏe thì đó là một tín hiệu vui cho cộng đồng. Bởi vì chứng tỏ cộng đồng chúng ta vẫn phát triển, vẫn có những cái tên mới thì nó là càng tốt. Thủ là thua rồi ấy nè. Tấn Hùng nhận xét như người lớn đấy nhỉ. Hay quá, hay quá Tuấn Hùng ơi. Tuấn Hùng thắng thì nói gì chả được. Bây giờ thì sọc đơn Roman đối đầu với hỗn mã của Egypt. Và chắc chắn là Egypt tuyển hơn, nhưng mà số lượng thì để xem. Số lượng mà Egypt mà ít hơn thì cũng chưa chắc ăn được đâu. Nhưng hiện tại thì Egypt vẫn đang còn đông hơn cơ. Thì đẹp chuyển sang sọc chém à. Cơ cấu lại nhà tham lai 37, trận này vẫn chưa thua anh em ạ, vẫn muốn thi đấu tiếp đây. Và khi mà Trường Nghiệp chưa quyết thì chưa biết điều gì có thể xảy ra được đâu, nên là chúng ta vẫn phải nín thở bóp cò để cổ vũ giai đồ Bắc Pro. Hy vọng anh sẽ có trận đấu đầu tiên trong trận kèo đấu ngày hôm nay, ít ra là như vậy, ít ra là như vậy. Sau đó thì sẽ tính đến chuyện bật kèo sau, làm cái trạm đã, bỏ túi. Chào anh Cơ Khí Sơn Thắng, Cường có solo sen không? Solo sen thì em lại hơi yếu anh ạ, em lại chỉ đánh random thôi. Nếu mà random thì
chờ đợi mọi người nhé. Sắp tới thì khả năng em sẽ có những cái chương trình là trả kèo cho anh em, thì là sẽ tự mình tham gia thi đấu luôn, trả kèo cho những anh em mà khán giả là có hẹn kèo với bình luận viên thì bình luận viên sẽ tiếp hết đấy mọi người nhé. Đấy, có chương trình rồi đấy, nhưng mà chắc là chỉ đánh được random thôi chứ cung rơi thì chịu. Đấy, anh em gà thì có thể đánh với bình luận viên cũng hay, anh em pro thì vào thi đấu với các top đấy. Nói chung là ở ao làng thì trình nào cũng có thể có kèo chơi anh em ạ, hơn 10.000 thành viên nhưng mà không đơn giản đâu. Có những tình huống đục khá khéo đến từ game thủ trưởng nhỉ. Nhưng mà bên kia Egypt đã tụ được đông quân rồi, lọt bãi gỗ kìa, đông quân hình như là những con cung rờ thậm chí đã có cho mình cái giáp bốn, có chứ, giáp bốn đầu máu thì khó lắm, nâng cấp đầu máu dành cho Roman. Roman nâng được đầu máu, không biết là Egypt đã nâng được chưa. Egypt mà lên được thêm cái đầu máu nữa thì quá khỏe. Tam là nhờ lên 49 rồi anh em ơi. Tưởng chừng như cái tên đổi nhà nãy thắng luôn nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể kết thúc được. Cùng chờ xem. Em nghĩ là Tam Lai Egypt hiện tại đang đè, nhưng mà có lẽ đè không quá mạnh nên là thế trận vẫn đang căng. Bảo thắng nhưng mà chưa chắc thắng được rồi anh em ạ. Lòng vòng một tên ông trường nghe ông đổi nhà phát thì căng. Trường nghe ông ấy lừa lừa đây này, có tên đục đây này, tốn lắm đấy. Top rồi chúng ta có lợi thế nhưng chưa chắc chúng ta có thể thắng được đâu anh em ơi, nên là phải hết sức cảnh giác. Rồi tên này may quá để ý được và chưa để lọt nhà dành cho cái đủ cầm Egypt. Rồi bắt được tên sọc này ngon luôn, xong rồi tập trung quân ốp ngược anh ơi, ốp ngược một tên đi. Đấy. Ui rồi quân đông lắm, thế này thì khả năng thắng rồi, 1-0 dành cho Idol Bắc Pro nếu chỉ tính trận này. Chạm rồi, có chạm rồi anh em ơi, có chạm là bật thành công ngay mà. Anh nghĩ là việc có chạm sẽ khiến cho cái quân bài nó sẽ ok hơn để đánh bắt trong những trận đấu tiếp theo. Rồi dí lên một tên rất to và kết thúc trận đấu này thôi, 1-4 hay. Chào 50.000 anh em đang theo dõi nhá. Thắng anh em ạ, trận này thắng rồi. Chờ đợi một chút để các game thủ resize thôi. Và trong lúc chờ đợi thì anh em nhớ dành cái ấn like, ấn chia sẻ luôn livestream này anh em nhé. Cũng như là theo dõi fanpage AOL là và nhấn chuông nữa chứ. Nhấn chuông và comment chấm than notify. Để nhận thông báo livestream. Đấy, mỗi khi có like thì anh em sẽ có thông báo về Facebook của mình để theo dõi cho nó được ok. 1-4 rồi, ngon quá. Trận đấu đầu tiên đã có dành cho idol của chúng ta. Và chúng ta sẽ cổ vũ anh trong những trận đấu tiếp theo đây. Một bài Egypt ổn. Đến nơi muộn hơn nhưng mà cơ cấu rất ok, thời điểm đầu không để mất dần. Cứ thế là thắng thôi. Nhưng mà cảm giác thắng trông thấy căng anh em ạ, chứ không phải dễ. Rồi, tranh thủ quảng cáo một chút về những sản phẩm ao làng shop trước khi đến với trận đấu tiếp theo. Và chúng ta sẽ quay trở lại máy của Idol Park Pro. Đây, có lót chuột ao làng 35k anh em nhé. Combo 3 quần xịp đùi nam 49k và máy đo nồng độ cồn Litto có giá là 329k. Roman Rompan đang cắt được một cầu rồi nhưng mà quân của trường nhạc vẫn cứ đẹp này, không đỡ được. Còn toàn tuyển này chơi sao, làm trận ví dụ ông cầm cái trận Babylon tôi xem nào. Thắng được tôi mới nể chứ, toàn fan pơ này đỡ sao. Nhưng mà Roman thì cũng là một quân đẹp, kèo này đánh được, bài vở quyết định thôi, chưa biết thế nào đâu. Chờ đợi anh Bắc với trận đấu của mình thì bây giờ anh sẽ thể hiện được tốt hơn trong trận đấu này. Cố gắng anh ơi, anh em khán giả làng vẫn đang nhiệt tình cổ vũ cho anh.
Một tên lai trong lúc các game thủ đang ép đời anh em nha. Em không biết có được 50 like hôm nay không. Giờ này không biết chiến thuật sẽ là gì đây, nhờ Tuấn Hùng tư vấn cho gái nhé. Rompan. Rompan thì kèo này Pan vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng mà không nhiều, một chút thôi. Một chút thôi, đánh được. Đấy, quân thì nhìn hơn rồi, bây giờ bài nó sẽ quyết định nữa. Chỉ hy vọng là bài rôm đẹp đẹp thì, chứ gặp bài pan đẹp kịch chín thì khó lắm. Quân nào cũng khó chứ đừng nói rôm. Cảm ơn anh Lâm Quảng fan cứng. Tuyệt vời quá. Hỏi thật Cường đã lấy vợ chưa? Chưa anh ơi. Chào anh Trung Nguyễn. Trung Nguyễn hay là Trung Nguyên? Chưa lấy vợ anh em nhé. Cảm ơn anh Người Phán Xử đã like. Tuyệt vời. Like đều tay đây anh em ơi. Hay quá đấy. Làng mình có được cái hơn so với các cái cộng đồng khác là anh em khán giả rất là nhiệt tình. Rất tuyệt vời là như vậy. Vâng, ít nhưng mà chất lượng là có thật anh em ạ. Ô, hình như chết dân. Hình như chết dân đúng rồi. Lại đi mất một dân rồi. Ok, chào anh Trung Nguyên nhá. Chào tất cả anh em đang xem. Chào tất cả anh em đang xem nhá. Kèo này không biết là chạm 5 hay chạm 7 anh em ạ. Em cứ để chạm 7 cho nó được nhiều, nhưng mà không biết các game thủ chốt với nhau như thế nào. Đấy, chạm 5 chạm 7 đều được nhé. Tại vì sợ x0 thì cố gắng thêm vài trận nữa, nhưng mà nếu như anh Bắc có thể gỡ được thì ta đánh chạm 5 cũng được. Cố lên anh ơi. Rồi đi lại chạm 5 đi. Thật ra là chạm 5 đấy anh em ạ. Gặp phải con hàng trường nghèo khoái quá nhỉ. Thực ra cái vị trí ở bảng xếp hạng của ao làng nó cũng có nét nó chuẩn đấy anh em ạ. Người ta đánh hay người ta mới nằm được những vị trí cao như vậy đấy. Nên là anh em thách thức top đầu của ao làng chương trình này phải hết sức cẩn thận nhé. Phải lựa đối mà chơi. Lựa đối mà chơi chứ không phải là vâng, thấy thắng được 100 điểm thơm là lao vào đánh là chưa chắc đâu. Sắp tới thì em sẽ cố gắng thiết kế ra những cái chương trình nó tận dụng được cái bảng xếp hạng nhiều hơn mọi người nhé. Thế là anh em nằm trong bảng xếp hạng thì có thể nằm trong bảng xếp hạng thì có thể đấy, cố gắng cải thiện vị trí của mình để chúng ta có thể có được một vị trí thật tốt. Đấy, có vị trí tốt thì lúc nào cũng sẽ có được cái lợi thế nhiều hơn, giống như Việt Nam ngày xưa của mình nằm ở top 100 của bóng đá thế giới. À, bây giờ lên là top 110 mười mấy rồi, chuẩn bị sang 120 mấy. Bao nhiêu lợi thế vứt đi hết. Rồi, BL và đây là BM. Ôi, trận này lên đời ổn nha, mặc dù chết dần. Tốt anh ơi, tốt. Được khỏe luôn. Quá ok. 10 phút 19, 1L công giáp. Đào vàng chuyển phù, và chính xác là thủ phù chuyển sọc đơn. Lên đời bằng nhau, ở đời 2, đời 3 khả năng cũng vậy luôn. Nhưng mà như thế là tín hiệu gọi là tốt rồi. Cố gắng nào. Con giò công giáp, đẩy đi và cố gắng thịt khoảng 5 dân pan là thắng, ăn được 5 dân pan là thắng. Có bãi quả kìa bố luôn. Giò công giáp mà mút được 5 dân pan là coi như là xong nha. Để xem anh Bắc có thể ăn được mấy dân đây. Có ở nhà có biến rồi.
bãi vàng chưa kịp bò. Vâng, vẩy E là rất hay. Vẫn bị chọc xuyên ở chỗ BB. P ra, đúng rồi. Chuẩn bài, bánh xe được nâng cấp luôn. Rồi con giò chọc khó chịu thế nhỉ. Nhà pan kín đẹp anh em ạ. Vẫn có con vượt chắn ngang như thế này luôn. Và chưa kịp đóng P thì... Và những con nông dân đã bị xử lý hết mất 4 dân. Như vậy đang bảo con giò mình ăn 5 dân họ thì không, hóa ra là ngược lại. Con giò họ là ăn 5 dân mình, thậm chí là hơn. Giò mình chưa ăn được con dân nào cả. Nhà pan kín luôn anh em ơi. Cửa cấu hay thế nhỉ. Nói chung nghẹt thắng thì đúng là cũng xứng đáng thôi. Anh em thắng xứng đáng thôi. Người ta đánh hay thế kia cơ mà. Chứ em trường nghẹt thế đấu thế này, khả năng nào phải làm kèo với cả Thành Đạt mới được. Hôm nào kèo đấu với Thành Đạt có lại tao tác tay hai game thủ thì chắc chắn là vẫn sẽ được tính điểm anh em nhé. Thành Đạt thắng vẫn cộng 100 điểm để cho game thủ Thành Đạt sẽ xuất hiện ở trong bảng xếp hạng online. Đó. Ôi, ôi tiền mới đầu chứ. Đừng nhắc đến đội tuyển Việt Nam. Anh em tâm trạng đang vui tự nhiên nhắc đến đội tuyển Việt Nam cái buồn ngang luôn. Chém giáp thế nhỉ. Chém giáp thật đấy. Con phù thủy ra bị xử lý luôn. Trường Gạc đánh hay quá Trường Gạc ơi. 10 điểm cho em. À 100 điểm chứ. À 50 điểm chứ. 50 điểm không có nhưng. À, với 50 điểm này thì khả năng Trường Gạc sẽ cải thiện được vị trí của mình ạ. Để xem đây. Rồi phù đỏ rồi anh em ơi. 28 đánh được tiếp nha. Chuyển sóc sóc đơn đúng rồi. Phù thủy thì vẫn phải xin điều tay để hạn chế Pamirian trâu lạc đà. Đấy. Mình mà xin phù bắt buộc đối phương sẽ phải chuyển sang xin những cái đơn vị xin những cái đơn vị cung R để họ đi bắn phù. Thì lúc đó sẽ giảm cái sức mạnh của Pamirian đi một chút. Đấy. Nói chung như vậy là vẫn là ok hơn, chứ việc để Pam mà sóc chay lạc đà là nguy hiểm. Vừa làm clip test lạc đà Pan ấy, nó còn phay cả hot đời 4. Hot thần nó còn phay chứ đừng nói là những cái đơn vị quân đời 3 anh em ạ. Căng lắm. À, chuyển sang sóc 2A rồi. Bên kia Pan chuyển sang sóc 2A rồi anh em ơi. Thế là không dám trâu lạc đà ra. Nhưng mà 2A thì cũng căng bởi vì đơn giản là số lượng cung cũng nhiều. Và đặc biệt là Pan đang hoàn toàn có thể chuyển cung A nhé. Cũng là một phương án ấy, chứ không phải là không đâu. Cũng phải cẩn thận. Căng quá là họ về chuyển cung A là cũng mệt đấy. Nhưng mà chắc là trận đấu này thì chưa đến mức căng đến mức phải chuyển cung ai anh em ạ. Cứ là cung đờ kẹp lạc đà cũng đã có thể thắng được rồi. Và nó có tình huống bắt phủ nó hay như thế nhỉ. Này thì đúng là đấy, gặp top anh em thấy, gặp top khác ngay anh em ạ. Cảm giác đánh nó khó hẳn. Xin được con phù thủy thì đứt ruột để đau. Mãi mới xin được con phù thủy thì ra bị bắn luôn. Cay thật. Người ta đánh hay thật đấy. Gặp hàng cứng phát là anh em đánh cảm giác khó khăn ngay. Đấy, cũng là một bài đấu như thế này. Cũng những con phù thủy như vậy. Nếu mà gặp hàng mềm mà không biết cách bằng bắn phù ấy, thì sẽ rất là dễ đánh. Con phù lên phù đỏ khoảng 4-5 con lạc đà cái là cục diện thay đổi ngay. Người ta tách cung, người ta bắn phù trước chứ làm gì cho ông có thể để phù thủy đi một cách tự nhiên như vậy. Đúng không ạ? Ra là con nào xử lý con đấy. Căng lắm anh em ơi. Thằng lạc đà vẫn đang cực kỳ đông. Đang muốn có tình huống đục nhưng nhà pan này là quá đẹp dành cho trường em. Nhà pan này là quá đẹp, gõ một rồi. Không cưỡng được anh em ạ. Top vẫn là top.
Tỷ số là 5-1 nghiêng về game thủ Văn Đình Trường. Thì chờ một chút xem các game thủ có thi đấu tiếp không anh em nhé. 5-1 cho Văn Đình Trường. Rất hay. Xem nào, xem có đánh tiếp không nào, hay là như thế nào đây. Đánh tiếp và ta lại lại xem được tiếp anh em ơi. Nghỉ à Trường ơi, thôi nghỉ đi, được chạm năm đi cho nó ok. Ok, như vậy là kèo đấu chúng ta sẽ tạm thời kết thúc ở đây anh em nhé. Như vậy là thách thức top đầu ngày hôm nay thì người chiến thắng là Văn Đình Trường và em sẽ được cộng cho mình thêm 50 điểm trong bảng xếp hạng. Rất hay. Bây giờ thì cũng xin phép chào tạm biệt anh em nhé anh em ơi. Vâng, bây giờ thì em mới đi ăn cái chứ còn trước chưa, chưa kịp đi ăn. Rồi, chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của Áo Lạc Suýt. Rồi đi thì mong rằng anh em sẽ ủng hộ một lượt like, một lượt theo dõi fanpage anh em nhé. Cảm ơn mọi người.